nâng niu bàn chân Việt, hãy nói cho khách của bạn, một cảm giác rất rô mốt, đều là những câu slogan trong các đoạn quảng cáo trên TV mà chúng ta khó có thể quên được. Đây được coi là quảng cáo truyền thống, dạng quảng cáo phổ biến trên các phương tiện truyền thông đại chúng, mà trong đó khách hàng đơn thuần tiếp nhận quảng cáo một chiều mà không hề có tương tác gì với doanh nghiệp. Các bạn thử nghĩ lại, khi mà chúng ta xem quảng cáo trên TV hay nghe trên đài phát thanh thì sẽ có những cái quảng cáo rất là hài hước, thú vị, khiến cho bạn cười khoái chí. Có những quảng cáo hấp dẫn đến độ mà khiến bạn muốn mua nó ngay. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có những quảng cáo bạn không hề thích, bạn thấy nó rất nhảm nhí và vô vị. Tất cả những phản ứng yêu ghét khen chê này hay là bạn mong muốn mua sản phẩm thì doanh nghiệp đều không thể nào biết được. Họ đơn giản là đẩy nội dung mình đã sản xuất được cho bên thứ ba, có thể là TV hay đài phát sóng, đến được nhiều khách hàng tiềm năng với hy vọng là họ sẽ bị thuyết phục bởi đoạn quảng cáo đó. Ngoài ra, quảng cáo truyền thống thì còn một đặc điểm khác là hướng tới đối tượng khán giả rất rộng, không cụ thể. Ví dụ, khán giả xem TV hay nghe đài thì thông thường là sẽ tập hợp đủ mọi độ tuổi, ngành nghề, giới tính khác nhau. Còn quảng cáo hiện đại thì khác với quảng cáo truyền thống ở chính hai điểm sau. Quảng cáo hiện đại đo đạc được phản hồi của khách hàng, và thứ hai là quảng cáo hiện đại có thể nhắm được cụ thể đối tượng người xem quảng cáo. Với sự bùng nổ của Internet thì doanh nghiệp có thể quảng cáo tới khách hàng thông qua các kênh như là Facebook, Zalo hay Instagram. Tại đây thì doanh nghiệp hoàn toàn có thể biết được là khách hàng nghĩ gì về nội dung quảng cáo của mình thông qua số lượng và nội dung tương tác, like, share, comment, để từ đó điều chỉnh nội dung cho phù hợp hay là lưu trữ dữ liệu cho các quyết định chiến lược về sau. Ngoài ra, quảng cáo hiện đại trên kênh online còn có thể tiếp cận khách hàng rất sát so với quảng cáo truyền thống. Ví dụ như trên Facebook, giả sử doanh nghiệp F&B kinh doanh đồ ăn vặt muốn tiếp cận đến khách hàng trẻ thích ăn snack thì Facebook sẽ giúp doanh nghiệp nhắm đến đúng với những đối tượng như vậy, dựa trên thông tin như là độ tuổi, nhân khẩu học, sở thích. Trên thế giới, social media đang là kênh quảng cáo được ưa chuộng trong ngành F&B. Đến 49% những người làm trong ngành nói rằng social media là phương thức chính để thu hút và giữ chân khách hàng, trong khi quảng cáo in thì chiếm có 46% mà thôi. Bên cạnh đó, theo một nghiên cứu khác thì ở Trung Quốc, khách hàng nào theo dõi các nhãn hiệu F&B trên mạng thì có xu hướng tiêu nhiều hơn 160% vào các sản phẩm ăn uống mỗi tuần. Và ở Hàn Quốc thì con số này là 167%. Vậy là các bạn có thể thấy được là việc tiếp cận khách hàng online có thể khiến cho doanh nghiệp phát triển như thế nào. Có rất nhiều lý do khiến cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ quyết định và ưu tiên quảng cáo trên kênh social media. Thực chất thì quảng cáo trên social media chính là một dạng của quảng cáo hiện đại. Và như mình đã nói ở phần trước thì quảng cáo hiện đại nó có những điểm chính mà nổi bật hơn so với quảng cáo truyền thống. Ngoài ra thì nó còn có hai điểm nữa khiến cho doanh nghiệp muốn sử dụng quảng cáo trên social media. Thứ nhất là những quảng cáo trên social media thì có chi phí tương đối là rẻ hơn so với quảng cáo truyền thống. Và thứ hai thì đây là cái kênh mà khách hàng thường xuyên online, doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận họ.